Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Lato Z. Mình là Zuiview. Và có lẽ tựa game hot nhất tại thời điểm tại là Cyberpunk 2077, một tựa game cực kỳ hot trên Steam hiện nay với 1 triệu người chơi cùng một lúc. Và có lẽ với nhiều tựa game hot như này, đặc biệt là Cyberpunk 2077, thì rất nhiều anh em quan tâm đến tựa game này. Và đặc biệt là anh em rất là băn khoăn không biết một chiếc laptop cấu hình như thế nào đủ để chơi tựa game 2077 này. Thì trong video này mình giới thiệu anh em một mẫu máy với mức giá chỉ lanh quanh khoảng 18-20 triệu thôi, là chiếc Acer Nitro 5 cấu hình cơ bản Core i5-10300H cùng card đồ họa GTX 1650, đã hoàn toàn có thể chiến được tựa game như này rồi. Và chiến ra sao, chiến có mượt không thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Và tất nhiên rồi, anh em đang muốn tham khảo giá của chiếc Acer Nitro 5 này, hoặc tôi có thể tham khảo tại cửa hàng Laptop Z với mã giảm giá Z300. Chi tiết của link sản phẩm và mã giảm giá mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và bây giờ thì hãy cùng chiến tựa game Cyberpunk 2077 này thôi. Let's go. Và trước khi vào với tựa game Cyberpunk 2077 thì mình sẽ nhắc qua một chút lại về cấu hình chiếc máy này mình đang sử dụng. Đầu tiên, đây là một tựa game tương đối là nặng và hãng có yêu cầu chúng ta sử dụng cấu hình tương đối là cao với i5 và cả đồ họa GTX 780 trên desktop. Nhưng mà mình thì cũng băn khoăn không biết là cấu hình chiếc máy này ra sao nhỉ? Với con i5 1650 thì mình nghĩ là tương đối là đủ rồi. Nhưng mình sẽ lắp thêm một thanh RAM 8GB nữa để giúp cho máy đạt được hiệu năng tốt nhất với RAM dual channel. Cùng với đó là tựa game này đòi hỏi đến 16GB RAM lận ở mức setting cao hơn. Thế nhưng là mình sẽ chơi tựa game này và bây giờ sẽ bắt đầu vào tựa game này thôi. Với Cyberpunk 2077 thì anh em hoàn toàn có thể tải ở trên Steam với mức giá của những tựa game AAA hiện tại là khoảng 60 đô, khoảng 1,2 triệu gì đấy. Còn mình không có nhiều tiền lắm nên là mình mượn ở trên Google. Thế với Cyberpunk 2077 này thì đây là một tựa game rất là hấp dẫn, có thế giới tương lai này. Cùng với đó là đây là một tựa game có thể là vừa bắn súng vừa thế giới mở, có rất nhiều điều anh em có thể khám phá. Và bây giờ thì mình đã có thể vào game rồi. Và với tựa game này khi mà mình mới load screen thôi đã ăn tới 11GB RAM anh em ạ. Và bây giờ ấy thì chúng ta vào chơi game thôi. Nhiệm vụ đầu tiên của mình sẽ là collect súng ở Wilson. Ok, nhặt súng. Vậy thì với Cyberpunk 2077 thì chúng ta có những cái thiết lập đồ họa như nào nhỉ? Bây giờ mình sẽ vào thiết lập nhá. Lúc nãy thì mình chưa thiết lập gì cả. Bây giờ mình sẽ vào setting này. Graphic này. Đấy, ở graphic thì chúng ta có setting medium. Đấy, 1650 còn chơi được medium anh em ạ. Thôi mình cứ để medium nhá. Tí mà hơi giật lag thì mình sẽ để ở chế độ low. Ok, mình có sẽ đo lên cả FPS min nữa. Cái trinh thông số này để giúp cho anh em nào mà cảm thấy FPS bị tụt quá sâu ấy thì FPS min sẽ đo được nó sâu đến bao nhiêu. Ở đây thì nó sâu vào khoảng 33. Với mình thì một tựa game góc nhìn thứ nhất là khoảng trên 30 thì gọi là tạm chấp nhận được. Còn nếu anh em nào khó tính quá thì chắc là nên để mức setting thấp hơn. Ok, mình sẽ ngồi trải nghiệm thử chơi một lúc với cả tựa game 2077 này ở setting là medium nhé. Ok anh em, và sau một cái khoảng thời gian trải nghiệm nhỏ thì mình thấy là khi mà các bạn ra đến Night City, thành phố đêm của Cyberpunk 2077, nơi có rất nhiều người, cây cối, tòa nhà, ánh sáng, màn hình, tất cả kiểu, thì FPS đã tụt xuống khoảng dưới 30, là khoảng FPS là 26. Thì mình nghĩ là với cái setting medium thì có vẻ là hơi quá sức với chiếc máy này. Nên là thôi mình sẽ để chế độ low, chế độ thấp nhất để xem chiếc máy này có chơi được ok không nhá. Mình nghĩ là với chế độ low này thì máy sẽ chơi ok thôi. Còn nếu anh em là khó tính quá mà muốn trên 60 thì có lẽ anh em sẽ phải sắm một chiếc máy có cấu hình mạnh hơn, khoảng 1660 Ti chẳng hạn. Đây là một tựa game cực kỳ nặng mà anh em thấy đấy, mình phải lắp thêm một thanh RAM 8GB nữa, khoảng 12GB, game ăn tận được 12GB RAM tận. Và với Cyberpunk 2077, một tựa game tương đối nặng này, nhưng mình khá bất ngờ là Acer Nitro 5 phiên bản này nhiệt độ vẫn tương đối là ok, các đồ họa là khoảng 65 độ C. Còn với anh em nào quan tâm nhiệt độ CPU sẽ ở khoảng 77 cho đến 78 độ C. Thì khoảng nhìn lên một chút là khoảng 80 độ C. Mình thấy là cũng tương đối ok. Ngoài ra thì với tựa game này thì gọi là rất đẹp. Đẹp. Và chiếc máy này theo mình thấy là vẫn chơi tương đối là mượt mà với tựa game 2077.
ở mức setting medium thì nó dao động khoảng 40 cho đến 50 FPS thì cũng tương đối là ok rồi đấy chứ. Ừ, khá là hay. Ok, và sau cái setting low này mình sẽ ngồi chơi thêm một lúc nữa, khoảng là 10-15 phút nữa để xem là nó có thực sự ổn định hay không nhá. Ok. Ok anh em, và sau một cái thời gian trải nghiệm chơi thì mình đang lắp cái tay khác. Chắc cái tay này nó hơi già dặt, hơi quẩn quẩn lắm rồi. Vậy thì với Cyberpunk 2077 trên chiếc Acer Nitro 5 này thì có một vài điểm mình muốn nhận xét như sau. Đầu tiên là với setting low thì anh em hoàn toàn có thể chơi ở mức setting FPS là khoảng là 40 cho đến 50 FPS, cũng tương đối là chấp nhận với cả một tựa game như này, cực kỳ nặng tại điểm hiện tại ở setting low nhá. Và nhiệt độ chiếc máy này theo mình là trong một thời gian cũng tương đối dài, mình ngồi đây khoảng 15 đến 20 phút rồi, thì cũng rơi nhiệt độ vào khoảng là 80 độ C cho CPU và cả đồ họa là khoảng 67 độ C. Và mình cũng chưa có đặt chế độ là Cooler Boost trên chiếc máy này, chế độ Cool Boost trên chiếc máy này, tiếng quạt cực kỳ ồn ấy. Thì mình thấy là nhiệt độ cũng rất là ok rồi, vẫn rất là chấp nhận được. Và đặc biệt tới tựa game này ăn cực kỳ nhiều RAM, là mình ăn chơi ở đây là khoảng 12GB RAM thôi. Thế nên là khi anh em chơi trên chiếc máy này, chứ là chơi trên bất cứ chiếc máy nào khác mà có cùng cấu hình là i5 và 1650 thì theo mình anh em phải nâng cấp lên 8GB RAM nữa. Tổng cộng là 16GB thì chơi mới dư giả được. Còn nếu anh em chỉ lắp 8GB thôi thì mình nghĩ là FPS sẽ tương đối là thấp đấy, và có thể là không chơi được game cơ. Vậy thì ok, có một cái quá trình mình trải nghiệm trên chiếc Acer Nitro 5 này thì mình rất là thích cái bàn phím gõ rất là sâu này. Mình tương đối ưng cái bàn phím này. Cùng với đó là màn hình, độ sáng rất là ok trong tầm tiền khoảng 250-240 nits thì cũng rất là ok rồi. Và đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho anh em trong video này. Với chiếc Acer Nitro 5 này, anh em hoàn toàn có thể chơi game ở mức low setting và FPS vào khoảng 40-50 FPS, rất là ok. Và anh em nghĩ sao về chiếc Acer Nitro 5 này? Liệu anh em có 18-20 triệu để anh em có bỏ tiền ra mua chiếc máy này không? Thì anh em có thể tham khảo mức giá của chiếc máy này tại cửa hàng Lato Z với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video game test tiếp theo. Nếu anh em có những cái tựa game gì mà muốn test hay là muốn yêu cầu mình làm thì có thể comment dưới phần bình luận nhé. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho channel Lato Z. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye.